Yo, hello game và chào mừng em đã quay trở lại với Top Mobile Games. Mấy ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm rất là nhiều những cái update mới dành cho những phiên bản Iconic xuất hiện ở trong cái shop eFootballPoint của chúng ta. Trong một vài cái tuần vừa rồi thì mình đã từng làm một cái ranking top 6 các cầu thủ mà anh em có thể là đổi ở trong cái lần đầu tiên mà eFootballPoint xuất hiện. Tuy nhiên thì với cái việc mà rất nhiều những Iconic mới lại được thêm vào trong cái shop này, hôm nay thì chúng ta cũng sẽ làm một cái top 6 những cầu thủ mà mình nghĩ là anh em có thể là suy nghĩ là chúng ta có nên mang về hay không. Anh em đang thiếu cầu thủ nào và anh em muốn bổ sung thêm cầu thủ nào, cũng như là muốn trải nghiệm thêm những cầu thủ nào. Đây đều là những cái đánh giá mang tính cá nhân của mình thôi. Anh em hãy cố gắng là tham khảo và đừng đặt nặng cái vấn đề là phải mang cầu thủ này về nhá. Cái điểm nữa đó chính là cái việc mà sắp tới sẽ có thêm nhiều những cái Iconic mới là được cho vào hơn, cũng sẽ sớm thôi. Dự kiến là có lẽ vào ngày 8 tháng 2 chúng ta sẽ có thêm cái phiên bản Iconic của Bayern Munich cũng như là của Roma. Anh em có thể chờ đến lúc đấy và chúng ta mở ra xem, và chúng ta xem được rằng là sẽ có những Iconic mới nào. Còn nếu không thì nếu mà không đợi được thì chúng ta có thể là xem xong video này quay vào đổi luôn cũng được, nếu như mà anh em có đủ point nhá. Ok, let's go. Ở top 6 trong cái ranking lần này chúng ta sẽ có Dennis Bergkamp của Arsenal. Với Dennis Bergkamp thì mình cũng đã từng làm một cái video review về Legend. Tuy nhiên với cái bản Iconic này chúng ta có thể là buff thêm chỉ số khi mà chúng ta có cái huy hiệu Arsenal, anh em sử dụng cái huy hiệu đấy. Với Dennis Bergkamp chúng ta sẽ có một cầu thủ có khả năng giữ bóng rất là tốt trong chân, khi mà khả năng giữ bóng và cầm bóng rất là lắt léo và có thể là dê rất là đơn giản. Cùng với Dennis Bergkamp, riêng cái bản Legend thì chúng ta cũng có một cầu thủ dê rất dễ rồi. Còn với cái bản này thì nếu như mà anh em đang sở hữu những cầu thủ của Arsenal và chúng ta muốn một cái nâng cấp chỉ số, cái bộ chỉ số của tất cả những cầu thủ đó, thì mình nghĩ là Dennis Bergkamp sẽ là một cái mảnh ghép hoàn hảo cho anh em. Với cái việc là sở hữu cái bộ skill rất là đẹp rồi dành cho chuyền trọt cũng như là việc sút, về khả năng chạy chỗ khi đá vị trí CF của Dennis Bergkamp cũng rất là tốt, thì đây cũng là một cầu thủ mà rất là đáng sợ nếu như mà anh em biết chơi. Đương nhiên là đá online thì chúng ta sẽ không gặp nhiều Dennis Bergkamp, tuy nhiên nếu như mà có gặp ấy thì anh em sẽ phải dè chừng với cái việc đối thủ sẽ sử dụng Dennis Bergkamp như thế nào đấy. Ở vị trí thứ 5 chúng ta sẽ có Iconic Diogo Forlan. Forlan thì đương nhiên là đây là một cầu thủ mình có thể nói với anh em một câu chuyện, đó chính là 12 ca coi và chỉ ra được 2 Torres của mình. Với Forlan thì đây là một mẫu cầu thủ cực kỳ toàn diện và chúng ta sẽ có những cái bộ chỉ số rất là đều, chưa kể đến cái bộ chỉ số về sút. Và đây cũng là một cầu thủ có style goal poacher. Nếu mà chúng ta đã cặp cùng với Fernando Torres trong cái batch là Atletico Madrid, chúng ta sẽ có buff chỉ số là 2. Thì hai cầu thủ này cũng là một bộ đôi tiền đạo cực kỳ là sát thủ. Mình cũng rất mong muốn là mở ra được Diogo Forlan để phục thù cho cái việc là tốn 12 ca coi và chỉ ra được hai ông Fernando Torres. Bộ chỉ số này thì thực ra quá đẹp, cũng như là những cái cảm giác về cầm của Diogo Forlan thì theo mình thấy là đối với những cao thủ, với những cái pro gamer đã từng cầm Forlan thì đây là một cầu thủ cực kỳ là nguy hiểm và rất là dễ chơi. Thì nếu như mà anh em đang tìm kiếm một mẫu cầu thủ có thể đá cặp cùng với Fernando Torres phiên bản Atletico Madrid ấy, thì đây chính là một con bài hoàn hảo. Sắp tới thì Diogo Forlan bản Manchester United cũng sẽ xuất hiện, thành ra là anh em có thể cân nhắc cái việc là có nên mở Diogo Forlan này hay không nhá. Còn đối với mình thì chắc chắn là mình sẽ mở thôi. Ở vị trí thứ tư chúng ta sẽ có là Petit. Đương nhiên là Petit cũng là một cầu thủ thuộc Arsenal. Với Arsenal thì chúng ta có cái bộ khung cực kỳ là hoàn hảo cho tuyến hậu vệ cũng như là tuyến tiền vệ. Chúng ta có Petit, chúng ta có Sol Campbell, chúng ta có Patrick Vieira. Và trong trường hợp của Petit thì đây cũng là một mẫu cầu thủ mà dạo gần đây ấy, rất nhiều gamer ở bên Nhật sử dụng Petit đá cho vị trí LB, và có thể nói được rằng đây là một con quái thú ở vị trí LB đấy. Cái khả năng về auto sliding của Petit cũng rất là nguy hiểm. Anh em cảm tưởng như là Patrick Vieira auto sliding đã kinh rồi thì Petit nó cũng kinh đến mức nào nữa. Lao vào đấm nhau cùng với các tiền đạo đối phương là cũng là rất đáng sợ. Và để đá LB nữa thì mình nghĩ là rất là khó để có thể vượt qua được Petit. Chưa kể đến là chúng ta còn đặt vào trong những cái sơ đồ chiến thuật mà sở hữu những cầu thủ Iconic của Arsenal, chúng ta có thêm cái huy hiệu của Arsenal nữa, thì không biết là khỏe đến mức nào nữa đâu. Đây cũng là một cầu thủ mình rất là mong muốn mở ra, thế là mình đang phân vân giữa việc Forlan và Petit đây, thực sự là rất là phân vân. Vị trí thứ 3 chúng ta sẽ có Iconic Van Basten, phiên bản cũ của Van Basten. Thì với Van Basten chúng ta cũng có cái bộ chỉ số về những tấn công rất là cao rồi, cực kỳ là cao. Và dạo gần đây mình cũng gặp Pastel xuất hiện ở trong những cái rank cao ở bên Nhật. Thì chúng ta có Pastel với khả năng chạy chỗ cực kỳ đáng sợ. Cái việc mà Pastel lấy đà và sút thì mình cũng rất là top team. Và phải nói rằng là Pastel đóng rất mạnh từ khoảng cách 20m đổ lên. Cứ có bóng mà đóng thì cực kỳ là kinh luôn rồi.
Với cái huy hiệu của AC Milan thì chúng ta cũng có Maldini và Ruud Gullit. Thế ra đối với những fan của AC Milan thì mình nghĩ là Van Basten cũng là một con bài cực kỳ là hoàn hảo khi mà anh em đang tìm kiếm một mẫu cầu thủ mà cứ giơ chân đóng là vào như thế này. Quá là đáng sợ cùng với Van Basten. Vị trí thứ hai chúng ta cũng có một cầu thủ khá là quen thuộc ở cái ranking đầu tiên, đó chính là Robson. Thì Robson đã xuống vị trí thứ hai rồi. Với Robson thì tuy nhiên là cái việc mà chúng ta sử dụng hai chân rất là tốt và anh em để đá vị trí CMF thì Robson có thể là cover khá là ổn, cũng như là đưa ra những cái đường truyền cầm tuyến giữa, cầm chéo tuyến giữa hơn một chút và anh em đưa được truyền nó dễ dàng hơn. Bộ chỉ số về phòng ngự cũng không đến nỗi nào, cũng như là về mặt tấn công hỗ trợ rất tốt cả về mặt tấn công cũng như là phòng ngự. Tuy nhiên trong một cái thời gian vừa rồi thì mình sử dụng Robson thì bản thân mình là một người thích dây bóng, thành ra là cái việc mà cầm Robson dây bóng mình nghĩ là cũng không quá an tâm, nên là cái việc mà mình ít khi đá Robson dạo gần đây là cũng có khá là nhiều. Hy vọng là sắp tới chúng ta cũng sẽ có một mẫu cầu thủ có thể đảm nhiệm tốt hơn so với Robson. Đương nhiên Robson đã ở vị trí trong một vị trí dự bị và anh em tung vào tìm hai thì mình nghĩ cũng là một cầu thủ rất là đa năng và anh em có thể xếp vào bất kỳ cái vị trí nào. Cái việc sở hữu hai chân cũng rất là tuyệt vời rồi. Và vị trí đầu tiên có lẽ là sẽ nhiều anh em ngạc nhiên, nhưng mà chúng ta sẽ có Nakata. Tuy nhiên Nakata cũng là một cầu thủ mà rất ít người sử dụng. Tuy nhiên đây cũng là một mẫu super sub đá vị trí AMF cực kỳ là toàn diện và được rất nhiều gamer bên Nhật sử dụng. Có thể là một điều đó chính là đây là một huyền thoại của người Nhật. Tuy nhiên thì đây cũng là một mẫu cầu thủ super sub rất là dễ dùng, rất là khó chịu. Một cái cầu thủ luôn có phong độ B khi mà là một iconic. Và cái khả năng về tấn công khi mà tung hiệp 2 thực sự là đáng sợ và nguy hiểm. Bất kỳ thời gian nào, bất kỳ thời điểm nào, Nakata cũng có thể xuất hiện như kiểu là đội thổ vậy. Với cái style là creative playmaker thì cái việc mà lùi xuống là sẽ có. Thế nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá nhiều khi chúng ta cũng có thể hỗ trợ phòng ngự cực kỳ tốt. Chúng ta tung một super sub vào từ hiệp 2, ta muốn bảo toàn tỷ số cũng như là có thể phản công nhanh thì đây sẽ là một cầu thủ mà anh em có thể là cân nhắc cái việc là có nên mang về hay không khi chúng ta đang thiếu một super sub ở vị trí AMF, một cái vị trí mà cực kỳ là tốn thể lực như thế này. Thể lực của Nakata cũng thực sự là khỏe và di chuyển cũng rất là nhẹ nhàng. Anh em có thể xem một cái video mình đã từng làm thì mình cố gắng đẩy Nakata nhưng mình bị hất bay ra và Nakata có thể nói là vẫn là rất là khỏe và luôn luôn rình rập để có thể là thoát xuống và ghi bàn vào lưới của mình. Thì đây cũng là một cầu thủ mà mình cũng mong muốn mở ra. Mình đang phân vân cực kỳ phân vân giữa Nakata, Hoglan và Betis đây. Anh em chắc chắn là cũng sẽ phân vân như thế. Tuy nhiên với cái ranking này thì mình nghĩ là anh em cũng có một phần nào giải đáp chúng ta nên lấy cầu thủ nào, cần cầu thủ nào và có nên lấy trong cái thời điểm này không, khi mà sắp tới ngày 8 tháng 2 chúng ta sẽ có thêm cái iconic của những câu lạc bộ là Bayern Munich và Roma. Chưa biết là cầu thủ nào nhưng mà chúng ta cũng có thể mong chờ đến thời gian đấy. Bởi vì là cái quãng thời gian mà chúng ta có thể mở ra những cầu thủ này cực kỳ là lâu, anh em có tận 5-6 tháng cơ mà, lo gì đúng không? Nên là hy vọng cái video này cũng sẽ giúp ích được nhiều cho anh em trong cái việc là nên làm như thế nào đây. Ok, và năm mới cũng sắp đến rồi, là hy vọng anh em sẽ có một cái năm mới là an khang thịnh vượng. Chúng ta cùng với gia đình có thể trải qua những cái thời khắc hạnh phúc bên nhau. Cái thời gian này thì Covid cũng khá là nguy hiểm, ở Hà Nội cũng cách đi khá là nhiều, tuy nhiên thì hy vọng là cũng sẽ hết sớm thôi. Ok, và đó là video ngày hôm nay của chúng ta. Đừng quên like, subscribe và tiếp tục ủng hộ Thumbboy Games. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.